Ở Hà Linh livestream vẫn cháy hàng dù giảm sâu lượt tương tác. Vì sao Thiều Bảo Trâm bị giéo gọi khi Sơn Tùng tung MV mới? Nhan sắc Bích Phương qua camera thường có sinh như lời đồn. Đàm Minh Hưng tan chảy vì một câu nói của con trai. Nghệ sĩ nhân dân công lý từng muốn rất tình với vợ trẻ. Quốc cơ quốc nghiệp ở thế khó hậu tuyên bố giải nghệ. Dương Mịch bất ngờ công khai theo đuổi một nam nhân. Sau một thập kỷ, Trần Hiểu và Mai Hiểu Đồng chính thức tái hợp. Xin chào, lại là Hồng Ngọc đây và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giải trí được phát sóng trên các nền tảng của Ibis. và ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết. Võ Hà Linh livestream vẫn cháy hàng dù giảm sâu lượt tương tác. Bất chấp loạt phốt thời gian qua, Võ Hà Linh vẫn mạnh mẽ livestream vào buổi tối ngày 5 tháng 5 với nhiều lời hứa hẹn mang đến bom tấn cho khách hàng. Đúng như dự đoán, số người xem livestream ngày 5 tháng 5 của Võ Hòa Linh đã giảm mạnh. Cụ thể thì lần livestream này có lượt mắt xem cao nhất là 45.000, trong khi con số này cao gấp 7 lần khoảng 300.000 người vào dịp livestream bán hàng vào ngày 4 tháng 4. Ở trong livestream thì cô liên tục chia sẻ về các sản phẩm của ba thương hiệu, đồng thời là tung ra hàng loạt các chương trình ưu đãi như là mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 2, mua combo giá rẻ hơn so với thị trường. À phiên livestream kéo dài trong khoảng 3 tiếng, giúp vào Hòa Linh bán xe các combo sản phẩm hợp tác với nhà hàng. À cuối livestream thì nữ TikToker còn thuyết phục ba thương hiệu hợp tác cùng tung ra các deal 1k cho khách hàng thỏa sức mua sắm. Mỗi deal 1k được tung ra chỉ có số lượng giới hạn từ 30 đến 50 sản phẩm. đã nói chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây tất cả các sản phẩm 1k đã được bán hết. À, tuy nhiên so với các livestream trước khi xảy ra ồn nào thì tốc độ bán hàng dịp 5 tháng 5 của Võ Hà Linh có vẻ như là chậm hơn hẳn. Đặc biệt trên các hội nhóm, các group anti nữ chiến thần Hà Linh, vô số netizen đã khoe việc đặt đơn hàng khủng sau đó thì có ẩn ý là bom hàng. Nếu điều này xảy ra thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các nhãn hàng cũng như là uy tín của tên chốc cơ Võ Hà Linh được không nào? Vì sao Thiều Bảo Trâm bị giáo gọi khi Sơn Tùng tung MV mới? Như Ibis đã đưa tin trước đó, nam ca sĩ Sơn Tùng MTP mới đây đã chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way. Ở đây là ca khúc có lời hoàn toàn bằng tiếng Anh và bản phối hiện đại, sôi động. Đáng chú ý, sau khi nghe xong phần lyric của bài hát thì phần lớn khán giả nghĩ rằng dòng ca gốc Thái Bình như đang nhắn gửi tới người yêu cũ. Cụ thể trong bài hát có những câu như là... Em lại lần nữa tìm đến vòng tay của tôi, thêm muốn được tôi chạm vào van xin tôi ở lại. Mỗi ngày mỗi đêm kêu gào tên tôi cho đến khi em vụn vỡ, em đã từng cướp lấy trái tim tôi. Hay như là thứ cảm xúc mà em đang giả vờ là một lần nữa em lừa dối tôi, chẳng cần giải thích nữa đâu, tôi sẽ chọn đi lối riêng của tôi À từ đây thì nhiều netizen đã gọi uh, Thiều Bảo Trâm Bởi hơn ai hết thì họ cho rằng cô nàng chính là người yêu cũ của Sơn Tùng Tuy nhiên số khác lại bác bỏ khi ra nhận định đây chỉ là một bài hát như bao sản phẩm khác của giọng ca 9X Mà không hề nhắm vào một nhân vật nào cả Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào? Hãy chia sẻ để ai biết được biết nha Nhan sắc Bích Phương qua camera thường có xinh như lời đồn Cộng đồng mạng mới đây đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Bích Phương tại một sân khấu ca nhạc. Trong đoạn clip thì Bích Phương mang đến bản hit bùa yêu với bản phối cực bắt tay. À, giọng hát của Bích Phương vẫn thế dù bị quay lén bằng camera thường thế nhưng mà phong độ trong giọng hát của nữ ca sĩ vẫn rất là ổn định. À, dù hát trên đèn nhạc sôi động nhưng mà chất giọng của Bích Phương vẫn nổi bật. Bên cạnh đó thì nhan sắc của cô nàng cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Cụ thể qua clip fan cam, Bích Phương vẫn khiến dân tình mê mệt trước làn da trắng sứ khi diện bộ cánh màu đỏ. À, ngoài ra đôi chân dài miên man của Bích Phương cũng là điểm cộng lớn giúp cô nàng tự tin khi diện những trang phục ngắn và gợi cảm. À, mặc dù Bích Phương chưa động thái trở lại làng nhạc Việt 2023, thế nhưng cách đây không lâu thì nữ ca sĩ đón nhận một thông báo tin vui khi mà trở thành nữ ca sĩ có thành tích hạ đặc biệt tại Vpop. Cụ thể ba ca khúc trong EP Tâm trạng tan chậm một chút là một cú lừa từ chối nhẹ nhàng thôi và em bỏ thuốc chưa đã đồng loạt vượt mốc 10 triệu lượt stream trên Spotify và Bích Phương cũng là nữ ca sĩ đầu tiên của Vpop làm được này chỉ với một EP đó nha. Đàm Vĩnh Hưng tan chảy vì một câu nói của con trai. À, sau khi công khai con trai ruột duy nhất Đàm Vĩnh Hưng dường như được bung xóa, anh chàng thường xuyên đăng tải hình ảnh này video và những uh, câu chuyện liên quan đến bé Polo huỳnh lên mạng xã hội. mới đây trên trang cá nhân thì Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đoạn clip cực dễ thương của quý tử Polo. À, anh viết dùng tin về tình yêu của ba em sợ ồn lắm để ba đi hát. chỉ với một câu nói không chỉ riêng Đàm Vĩnh Hưng mà khán giả cũng phải tan chảy với sự dễ thương của nhóc tì Polo. À, cụ thể trong video thì khi được hỏi ba đi đâu, bé Polo liền nói là ba Hưng đi hát kiếm tiền nuôi em, mua sữa cho em. Có thấy là dù còn nhỏ tuổi nhưng mà Polo là cậu bé hiểu chuyện và sống tình cảm. Đây không phải là đầu tiên bé Polo có động thái khiến Mr. Đàm cũng như là cộng đồng mạng tan chảy. Trước đó thì Sana 7X cũng từng đăng tải nhiều hình ảnh câu chuyện lụi tim đến từ vị trí của con trai như vậy. Nghệ sĩ nhân dân công lý từng muốn rất tình với vợ trẻ, À, sau một thời gian dài điều trị bệnh thì nghệ sĩ Nhân dân Công lý đã có thể trở lại làm việc. À, sau song với đó thì anh vẫn đang có những chuyến đi Nhật để điều trị bệnh. À, mới đây khi tham gia một chương trình postcard, à, nghệ sĩ Nhân dân Công lý đã xuất hiện với tư cách là khách mời. anh đã có những chia sẻ về quãng thời gian chống chọi với bạo bệnh đầy gian chuồn vất vả. khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại thì anh cho biết cũng đã hơn 2 năm tôi vượt qua bạo bệnh à, và đến bây giờ mới dám nghĩ là sức khỏe của mình còn được là tồn tại. nam nghệ sĩ chia sẻ bản thân không hề xuất hiện dấu hiệu trước khi gặp bạo bệnh. không chẳng ai biết được cả Tất cả mọi thứ chỉ biết được khi cùng lắm là lúc bản thân người ta lâm vào đó Hoặc là chuẩn bị bước vào thì mới biết được Tôi thì không biết gì cả, hoàn toàn tự dưng nhưng cũng may mắn là giờ gần như là được phục hồi. Bên cạnh đó thì trong buổi trò chuyện, nghệ sĩ nhân dân công lý cũng gây chú ý khi nhắc đến người vợ Tào Khang. Thậm chí sau Nam còn bật khóc khi từng nghĩ muốn dứt tình với vợ trẻ ở thời điểm gặp bà bệnh. May mắn thì chị Ngọc Hà là người thấu hiểu và kiên quyết đồng hành cùng sau Nam trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Và bây giờ vẫn như vậy. Quốc cơ quốc nghiệp ở thế khó hậu tuyên bố giải nghệ. Sau chuyến đi tại Italy vừa qua, hai hoàng tử siếc quốc cơ quốc nghiệp đã tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn mới đây với truyền thông, cặp anh em cho biết về việc tổ chức kỷ lục thế giới Guinness World Record có kế hoạch tổ chức một chương trình đặc biệt tại Việt Nam vào khoảng cuối năm này, chậm nhất là năm sau và mời hai anh em đến tham dự. Họ nói rằng chương trình tổ chức tại Việt Nam thì không thể vắng mặt Giang Brother, tên gọi tắt về anh em Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp. À, điều này khiến chúng tôi chăn trở. Nếu chương trình đó tổ chức ở Italy hay là Tây Ban Nha thì chúng tôi sẽ dễ dàng từ chối hơn. À, theo đó thì anh em đang bị rơi vào thế khó khi mà trước đó đã công khai với báo đài chuyện giải nghệ. Nên nếu không tham gia thì khó ăn nói với ban tổ chức của Jeanette World Record. Mà nếu tham gia thì lại làm trái với những gì đã tuyên bố trước đó. Nếu chọn làm khác với thông báo trước đó thì liệu chúng tôi có được khán giả ủng hộ hay không? Bạn sẽ hồi đáp gì trước câu hỏi này của hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp? Hãy chia sẻ để ai biết ở bên nhà. Dương Mịch bất ngờ công khai theo đuổi một nam nhân. Mặc dù có sự nghiệp nở rộ sau ly hôn, song Dương Mịch lại khá lận đận chuyện tình duyên. Tuy nhiên thì dù chưa từng thừa nhận các bạn trai mới, song Dương Mịch cũng là một người rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm Khi mà công khai người đàn ông thứ hai trong đời Thậm chí cô còn theo đuổi anh hơn chục năm Đó chính là Tạ Đình Phong Từ lâu thì sao nữ đã coi Tạ Đình Phong là thần tượng Và là mẫu người đàn ông muốn hẹn hò Cô cho biết là từ nhỏ đã luôn thích anh Kể cả việc nói thích anh đến bây giờ đã hơn một lần Hơn 10 năm rồi vẫn không thay đổi À, khi tham gia một chương trình truyền hình Dương Mịch ngại ngùng khi được hỏi về người bạn trai lý tưởng của mình, nam diễn viên Tạ Đình Phong. Ngoài ra, khi tham gia chương trình tập kỹ với Tạ Đình Phong thì Dương Mịch cũng đã có một màn tỏ tình táo bạo. Cô thẳng thắn thừa nhận Tạ Đình Phong luôn là thần tượng của mình và là người đàn ông mà bản thân muốn hẹn nò. Sau một thập kỷ, Trần Hiểu và Mai Hiểu Đồng chính thức tái hợp, dưới một điệu dòng phim cổ trang mới đây đã không khỏi xôn xao trước việc nam thần cổ trang Trần Hiểu trở lại trong bộ phim mang tên Vân Tương, chuyện kết hợp cùng với Mao Hiểu Đồng. Đáng nói thì đây chính là màn tái hợp sau cả thập kỷ của cặp đôi. Dự án này cũng đã đánh dấu sự trở lại của Trần Hiểu sau vai diễn tạo ấn tượng lớn cùng với Lưu Diệu Phi trong Mộng Hoa Lục năm 2022. Sau nam tiết lộ là áp lực khi phải từ bỏ hình ảnh bánh mẽ lạnh lùng để trở thành chàng thư sinh nhẹ nhàng trí thức. Dù sở hữu gương mặt ưa nhìn, tuy nhiên thì dạng vai này của của Trần Hiểu chưa thể hiện được nhiều trên màn ảnh. À, điều này đặt cho anh không ít những áp lực trong quá trình chinh phục khán giả khi xem phim. Còn về phía Mai Hiểu Đồng thì cũng xây dựng hình ảnh một cô gái bản lĩnh, không mong manh mềm yếu như những nữ chính thường thấy trong các bộ phim cổ trang. Đây cũng là vai chính hiếm hoi của cô nàng sau thời gian dài đóng vai phụ. Bạn nghĩ sao về màn tái hợp của cặp đôi này? Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình giải trí iBiz. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức hot mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào.